Em ly thân chồng 6 tháng. Em ly thân hả? Chồng em có nhắn tin khi nào em nhắn thì mới nhắn lại. Không chu cấp mẹ con em tiền bạc gì, không có trách nhiệm. Yêu cầu em xin lỗi mới quay về sống, nhưng anh tự bỏ mẹ, tự bỏ em về mẹ. Lúc hai tụi em cãi nhau lại bắt em xin lỗi. Em hiện tại đi làm có công việc ổn định lo cho con, em muốn xây mà chồng em không có cố gắng, và trái tính nết với em không hòa hợp, thì em có nên làm gì để chồng quay về? Tình ơi khổ ghê vậy đó. Tình ơi, nó non y như là cái trái mà trái cóc, mà trái cóc xanh đó, đến với cái hôn nhân đây nè. Nói cho em biết nè, chồng em và em, cả hai người đều có mong muốn hàn gắn, cả hai người luôn á. Nhưng mà hai người đang làm hư. Tại sao biết không? Là tại thứ nhất cái kiến thức thì không có thì đã đành rồi nha. Ở đây nó còn có một cái gọi là tự ái bản thân, mà cái tự ái nó đến từ cái phần gì biết không, là cái từ cái phần không có kiến thức đó, tức là không nhận ra nhau như vậy á. Ok, ở đây nè, em và chồng em đang coi như đây là một cái cuộc chiến, trong khi hai người thì cùng chiến tuyến. Nó lạ vậy đó, một cái hôn nhân là hai người cùng đi với nhau thì lại coi nhau như là kẻ thù. Ở đây là hai người đang đấu với nhau, anh tạm dùng cái chữ kẻ thù, giống như là hai người đang giống như là đánh cờ với nhau và muốn là người chiến thắng. Chồng em nhắn thì em mới nhắn lại. Ở trên thì em kêu là em ly thân chồng 6 tháng, ở dưới á thì ở ông chồng này lại là yêu cầu em xin lỗi thì mới quay về. Rồi em lại có một cái câu nó cũng ngược lại với các em kia: nhưng anh tự bỏ mẹ em, nhưng anh tự bỏ em về lúc tụi em hai đứa cãi nhau bắt em xin lỗi. Ở trên thì em là người ly thân chồng 6 tháng, em nói là em ly thân chồng 6 tháng. Ở dưới thì em lại nói là anh ta bỏ mẹ con em lúc hai tụi em cãi nhau bắt em xin lỗi. Ở đây nó có nhiều thứ để giải thích, nó nhỏ 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 nhỏ. Ok, giả sử như tại sao anh ta bắt em phải xin lỗi là vì bản thân anh ta cảm giác là anh ta bị tổn thương và bị thiệt thòi, nhưng mà em thì lại không thấy là anh ta là người sai, anh ta là cái người đúng mình phải xin lỗi, mà em lại thấy là ông là người có lỗi đây, ông là cái người bỏ tôi đi, cho nên bây giờ tôi ly thân ông và tôi làm vậy là đúng. Thế đó, ông bắt tôi xin lỗi, tôi không xin lỗi, ông làm gì tôi đó. Thì do đó là hai người đi vào một cái mà anh gọi là tự mình làm hư chuyện, tự mình làm hư chuyện. Ở đây bắt đầu hai đứa cãi nhau rồi anh ta bắt em xin lỗi, thì em xin lỗi thì anh ta quê em không chịu, thì anh ta bỏ mẹ em. Ok, anh ta bỏ mẹ em, yêu cầu em xin lỗi mới quay về, nhưng anh tự bỏ mẹ, bỏ em về mẹ. Tức anh ta bỏ em, anh ta chạy về mẹ, anh ta ông bỏ tôi ly thân ông đó. Em thấy không, em hành xử với chồng có khác gì nhau đâu. Ở đây hai chồng giống như là quýnh lộn nhau rồi hư hôn nhân. Rồi dưới em nói em đi làm đi ổn định đó đều tốt đẹp, em muốn xây mà chồng em không có cố gắng. Đây đây là cái chỗ này, anh nhìn vào nó hai người chẳng ai có cố gắng gì hết. Em thấy cái sự phán xét mà nhận định nó nằm chỗ này: em muốn xây mà chồng em không có cố gắng. Anh nói thật nha, nguyên cái em tả trên xuống anh chẳng thấy em cố gắng gì hết. Anh thấy cả hai người đều không có cố gắng. Mày đọc nhiều khi ngồi nhiều khi thấy các bạn suy nghĩ phụ nữ đúng là nhiều khi hỡi phụ nữ, em muốn xây mà chồng em không có cố gắng. Em nói ra là em có mong muốn mà em mong đợi chồng em có hành động, bây giờ bắt cười câu này thấy nó mâu thuẫn cái này. Nếu như em nói nè, em đã xây dựng mà chồng em thì không có cố gắng thì nó hợp lý. Đó là em muốn mà chồng em thì không có cố gắng, em thấy không, không có công bằng không trong cái phần đó. Hỡi phụ nữ, đối với mấy bà phụ nữ đúng là căng thiệt đó. Em muốn thôi nhưng mà nó không làm gì hết. Em ơi, em ít nhất là em phải làm thì lúc đó em mới bắt đầu nói được theo cái cách đó. Em muốn xây mà anh không có cố gắng. Anh thật, anh nhìn vô anh thấy cả hai người đều muốn nhưng mà chẳng hai người chẳng có ai có cố gắng gì cả. Cái đó thì mới rõ hơn. Rồi nữa em nói là trái tính nết với em, anh nói là cái này nó phân tích. Em ơi, không có khái niệm trái tính nết. Không phải trái tính nết. Tại sao thời hẹn hò với nhau lại hợp tính với nhau cưới, dễ giờ kêu trái tính nết? Không có trái tính hết. Sự gây gổ với hai vợ chồng không phải do tính hết, mà là do thiếu cái kiến thức, thiếu cái trải nghiệm, thiếu những cái gọi là kỹ năng sống, thiếu cái gọi là kiến thức nằm chỗ này nè. Em không, em và chồng không biết cái cách đưa thông điệp và xây cảm xúc, đó là phần kiến thức. Và thiếu cái trải nghiệm là không có thực hành những cái điều để mà xây ra cái connection. Mà lại là sao biết không? Ông sai tôi đúng, cha kia thì cô sai tôi đúng, mới gọi là cãi nhau. Không có cần cãi nhau, nó có những cái nó bắt đầu và người ta nhận là à, mình có vẻ như có cái này không đồng ý với nhau, nhưng mà vì có kiến thức họ sẽ biết cách sắp xếp làm sao cho nó hết, cho nó không bị như vậy. Vậy đó em kêu là trái tính nết, nó không có trái khái niệm đó.
không hòa hợp thì em có nên làm gì để chồng quay quay về? Trời ơi anh ơi, khi mà em có kiến thức về thực hiện đúng, em có thấy là nó phải là cái lý do, nó không có khái niệm trái tính nết ở trong cái hôn nhân. Nó có thể khác nhau về tín ngưỡng, nó có thể khác nhau về những cái niềm tin, nó khác nhau, thực ra là ông phụ nữ khác nhau nhiều, nhưng mà không có phải là trái tính nết. Tại vì bây giờ trái tính nết vẫn hạnh phúc được, nếu mà em tạm gọi là tính nết. Anh giả sử nha, một người hoạt ngôn và một người trầm lặng có hạnh phúc được không? Yes. Em có nên làm gì để chồng quay về, em thấy không? Bây giờ nè, bây giờ nếu mà anh nói ra cho em cái để cho chồng em quay về nha, em nhận lỗi đi, em làm nổi không? Em thấy không, anh giả sử này, ổng nói nè, chỉ cần em xin lỗi là ổng quay về. Đó, bây giờ câu hỏi của em nè, em có nên làm gì để chồng quay về? Em chỉ cần xin lỗi thôi. Anh hỏi em nha, em nghĩ em có lỗi không ở trong cái việc này nè, trong cái tổng ngày hôm nay nguyên cái hôn nhân đi tới này, em có lỗi không? Nếu như em nói không á thì anh không có thuốc chữa. Ok, tại sao? Tại vì em đâu có lỗi đâu, đâu có gì đâu phải chữa, đúng không? Anh không có thuốc. Còn nếu em có lỗi, anh nói em vậy thì em xin lỗi đi, em làm được không? Em thấy xin lỗi khó quá anh Tướng ơi, tại sao lỗi của ổng mà em phải xin, đúng không? Xin lỗi nó không có nghĩa là nhục, xin lỗi nó không có nghĩa là thua, xin lỗi nó không có nghĩa là yếu. Xin lỗi là mình nhận ra là mình đã làm tổn thương người kia và mình hối tiếc vì cái điều đó. Nó chỉ đơn giản là vậy, là mình không muốn làm người kia bị tổn thương. Anh vẫn xin lỗi người ta trong khi mình về mặt lý mình thấy mình không có lỗi, nhưng mà vì mình đã làm tổn thương người kia cho nên mình xin lỗi, mình thể hiện ra cái cảm xúc là mình ồ, anh không muốn làm cho em có cái cảm giác đó, mà anh xin lỗi em là vì anh đã làm cái cảm giác đó cho em, chứ không phải là cái việc đó là tôi đúng hay tôi sai. Và em thấy không, nó không phải là thua, là tại vì hai vợ chồng đang có cái hôn nhân. Em không xin lỗi chồng em, không xin lỗi, xin lỗi đây chỉ là mình hạ mình xuống á, mà mình hạ mình xuống không nghĩa là mình yếu đâu, mà là mình mạnh á. Bởi vì xin lỗi nó khó, bởi tiếng Anh nó có cái câu gì, có cái bài hát Sorry seems to be the hardest word, bài của Elton John hả? So sad, it's a sad, sad situation, and it seems to be sorry seems to be the hardest word. Đó, họ bắt tông cao quá, nó hơi khó xíu, nhưng mà xin lỗi là cái lời rất khó nói. Nhưng mà nói cho em biết, em hạ mình xuống không có nghĩa là em yếu. Bởi vì có cái câu như thế này nè, những cái hạt lúa đó, ok, mà khi nó chắc, khi nó nặng, khi nó thì nó bắt đầu nó trĩu nặng và nó cúi thấp xuống. Cái đứa mà nó cúi thấp xuống đó, nó không phải nó yếu đâu, nó mạnh, nó chắc hạt. Còn mấy cái hạt mà ngóng ngóng bắt đầu lên, hạt lép, hạt xanh không, mấy cái hạt mà nó chín á, nó trĩu nặng mà nó cúi thấp xuống. Đó cho nên là em thấy không, đưa ra giải cái hình ảnh để em nhìn vào đó. Tuy nhiên này nè, xin lỗi cũng không phải là phương pháp giữ cái gốc. Ở đây em chỉ hỏi anh đó, làm gì để chồng quay về, hãy nhận cái đó và hãy nói với chồng, hãy buông vũ khí xuống, đừng có đánh nhau nữa. Và cái đó là cái thái độ quan trọng cần phải có để về với nhau. Cái quan trọng là hai vợ chồng phải xây dựng lại hôn nhân. Muốn cái đó thì nó cần cả nguyên một cái khối kiến thức về xây dựng hôn nhân, nó cần cả một cái tinh thần trong việc muốn được hạnh phúc, và một cái sự kết nối sẽ bắt đầu xảy ra, và đó nó mới giải quyết cái gốc của em. Trả lời cho em vậy đó. Chúng em quen nhau được năm chưa quờ hờ tờ đờ, chưa quờ hờ tờ đờ, do thấy ảnh vô tâm nên em hay giận hờn. Rồi, em thấy ảnh vô tâm nên em hay giận hờn và nói chia tay nhiều lần, rồi em tự quay lại, tức là em tự nói chia tay nhiều lần rồi em cũng tự quay lại luôn. Nhưng cách đây 3 tháng khi được 1 năm, em nhận thấy không nên tiếp tục vì em đã hành xử sai nhiều, và em nghĩ mối quan hệ khác em sẽ cố gắng hơn, nên em đã im lặng chia tay ảnh. Sau 2 tháng ảnh nhắn tin hẹn gặp muốn sửa chữa do khoảng cách, do khoảng thời gian qua ảnh quá stress nên không quan tâm em được, nhưng em vẫn nhất quyết chia tay vì em đã khiến mối quan hệ đã quá nhiều tổn thương. Em làm vậy đúng không anh? Và nếu anh ấy quay lại tiếp thì em nên làm gì? Nếu em đã quyết rồi thì anh ta không thể quay lại được. Coi như là xong rồi đó, xong CMNR rồi đó. Nếu em đã quyết rồi, em đã quyết và anh nghĩ em đã quyết đúng, mặc dù nó hơi đau đớn xíu nhưng mà em làm được, cái mối quan hệ sau đừng có làm nó như vậy nữa. Nhưng mà nếu mà anh ta thay theo đó một cách quyết liệt thì lúc đó em có thể tính sao. Nhưng mà cái chữ quyết liệt đó nó phải có thời gian và coi cái mức độ của anh ta thì mới lúc đó mới nói là quyết liệt. Tuy nhiên ở hiện tại thì cứ coi như là đã quyết định CMNR. Biết CMNR không?
Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới, bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.